bật giữ chặt, mọi người giữ chặt khoảng 5 giây nữa. Con này, con này thì ngoài chức năng Bluetooth ra nó còn rất nhiều các cái phương thức hỗ trợ để nghe nhạc. Mình cứ cắm thử USB trước này. Giữ chặt là tăng âm lượng đấy. Hết cỡ này. Giữ nhẹ là giảm đi này. Mọi người bấm một cái là chuyển bài nhé. Bấm một cái là chuyển bài. Bên này cũng thế là lùi bài. Đấy. Mình thử kết nối Bluetooth với nó nhé. Xem nó. The Bluetooth device is ready to pair. Charger 3 mọi người nhé. Bấm. The Bluetooth device is connected successfully. Sau khi kết nối xong thì nó hiện đã kết nối ở đây. Đấy. Lúc này mọi người bật nhạc hay gì đấy thì tất cả âm thanh nó sẽ qua loa. Chưa cao như đang chưa người.